Xin chào thầy và các bạn, em tên là Hà Thị Kim Yến, lớp IDK43. Hôm nay em xin được trình bày về sapiosexual. Sapiosexual hay sự hấp dẫn trí óc, liệu nó có phải là một xu hướng tính dục hay không? Sapiosexual có nguồn gốc từ tiếng Latin. Sapien có nghĩa là thông minh hoặc khôn ngoan và sexy là một từ liên quan đến giới tính. Thuật ngữ này chỉ những người bị hấp dẫn giới tính bởi trí thông minh của người khác. Đối với họ, người thông minh là có sức hút nhất. Cũng chính vì sự kết nối, tương tác thân mật về mặt tinh thần vượt xa các khía cạnh thể chất khác, cho nên mối quan hệ với sapiosexual thường có xu hướng lâu dài hơn. Về lịch sử ra đời của thuật ngữ này, đầu tiên nó được cho là xuất hiện vào năm 1998 bởi một người dùng của Lee Journal. Thuật ngữ bắt đầu phổ biến sau khi OkCupid là một nền tảng hẹn hò trực tuyến đặt sapiosexual như một lựa chọn về xu hướng tính dục. Ngày nay bạn có thể bắt gặp nó được dùng bởi thế hệ Internet là một lựa chọn xu hướng tính dục trên Tinder, Instagram và tồn tại vô số bài test có thể tìm được trên Google để kiểm tra liệu bạn có phải là một sapiosexual hay không. Chính vì sự ra đời mang tính chủ quan này, ta hoàn toàn có thể nghi ngờ liệu sapiosexual có thực sự tồn tại. Mọi người vẫn hiểu sai về sapiosexual khi nghĩ họ phải bắt buộc là một người thông minh. Và điều đáng nói là thuật ngữ này hiện nay đang được dùng bởi những người thực sự không thông minh lắm. Có nghĩa là chủ yếu được dùng trong giới trẻ và xuất hiện phổ biến trên các nền tảng hẹn hò trực tuyến và mạng xã hội. Thuật ngữ này cũng thể hiện mặt tối của nó khi việc tự mô tả tôi là một sapiosexual về cơ bản không khác gì bảo rằng tôi không hẹn hò với những kẻ ngu ngốc. Có những người đã lợi dụng thuật ngữ này để lấp liếm tư duy thượng đẳng của mình. Và cuối cùng, để trả lời câu hỏi ban đầu, ta đưa ra 3 luận điểm. Thứ nhất, từ sapiosexual không tồn tại trong lịch sử, thậm chí không tồn tại bất kỳ từ ngữ tương đương trong bất kỳ nền văn minh nào. Thứ hai, ở hiện tại, sapiosexual vẫn chưa được công nhận bởi APA là Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ hay bất kỳ tổ chức chính thống nào. Và cuối cùng, khác với cộng đồng LGBT đã được chứng minh về sự thật sinh học, thì sapiosexual chỉ dừng lại ở việc được xếp vào nhóm hấp dẫn về mặt tình dục, tức là cùng nhóm với bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp, bị hấp dẫn bởi tài chính thay vì xu hướng tính dục.